3 tháng ăn chay tập gym giảm 6kg mỡ. Thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019, 20 giờ 51 phút, GMT cộng 7, Ben ra Huế. Ben không phải một người ăn thuần chay theo quan niệm thông thường. Anh cho rằng thức ăn chay là thực phẩm không từ động vật, do đó khoai tây chiên, rượu vodka cũng là đồ chay. Một năm rưỡi trước, khi tìm hiểu về tác động của nông nghiệp đến môi trường tự nhiên và sự tồn tại của các loài, anh quyết định ăn chay. Ăn chay không chỉ tốt cho cơ thể mà còn cho cả trái đất, anh nói. Để có đủ protein, Ben chủ yếu ăn các loại đậu như đậu đen, đậu lăng, đậu xanh. Một bữa ăn của anh gồm các món yến mạch ngâm qua đêm, mì đậu lăng, sinh tố sô-cô-la chuối Việt Quốc. Mỗi ngày trung bình anh nạp khoảng 120-140g protein, không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn giúp hình thành cơ bắp. Cơ thể Ben sau hơn 1 năm ăn chay và 3 tháng tập luyện cơ bắp. Ảnh Mensel trong tháng đầu tiên, Ben tập tạ mỗi ngày 1 giờ, tập đều đặn 5-6 ngày một tuần. 2 ngày một tuần, anh chú trọng tập các bài phát triển nhóm cơ, những ngày khác xen kẽ tập cardio tốt cho tim mạch. Tuần đầu, các bài cardio anh tập mỗi ngày 20 phút, sau đó tăng lên 30-40 phút hút, duyên cơ bụng tập 3-4 lần mỗi tuần. Ở tháng đầu tiên có thể bạn chưa nhận thấy nhiều sự thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình khỏe mạnh và săn chắc hơn nhiều, anh chia sẻ. Trong tháng thứ hai, Ben tiếp tục áp dụng chế độ cũ nhưng luyện tập với cường độ cao hơn, 75-90 phút mỗi ngày. Anh chuyển sang tập cardio trạng thái ổn định, chủ yếu là chạy bộ chậm để đốt cháy chất béo thừa. Tháng thứ ba, anh tăng cường độ lên 45 phút mỗi ngày với các bài tập nhẹ và các bài tập nặng từ 60-90 phút. Mỗi lần bước ra khỏi phòng tập là mỗi lần tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, anh nói. Sau 12 tuần, các chỉ số cơ thể của Ben được cải thiện một cách tích cực. Anh giảm lượng mỡ thừa cơ thể từ tỷ lệ 18% xuống 10%, giảm 6kg mỡ và tăng gần 3kg cơ bắp. Ben chia sẻ chế độ ăn uống và luyện tập của mình trên trang cá nhân nhằm thu hút mọi người tham gia. Hiện tại, anh là một huấn luyện viên thể hình. Hoài Thu, theo MSN. Ha ha ha, 问什么的说呵